Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ hai, ngày 22 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng những anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh họp về một số nội dung quan trọng. Tập trung các biện pháp phòng chống ảnh hưởng của cơn bão số 2. Hiệu quả lắp đặt pin năng lượng mặt trời. Trồng thành công giống nho Hàn Quốc. Sau đây là thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc dừng các sự kiện thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí. Căn cứ thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bày tỏ sự tôn kính và lòng tiếc thương vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, sở ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh thực hiện một số nội dung sau. 1. Dừng tổ chức các sự kiện thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2024 trong thời gian diễn ra quốc tang ngày 25 tháng 7 và ngày 26 tháng 7 năm 2024, các cơ quan công sở, nơi công cộng treo cờ rủ theo quy định. 2. Tăng cường thông tin tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về thân thế sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đặc biệt là tình cảm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban sở ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh nghiêm túc thực hiện. Theo thông cáo đặc biệt về lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời gian quốc tang trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 7. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị tại tỉnh Hưng Yên đã treo cờ rủ sớm để tỏ lòng thành kính, tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư. Tại các cơ quan như tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, trung tâm hội nghị tỉnh, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên, một số các sở ngành như sở giáo dục và đào tạo, sở nội vụ, sở lao động thương binh và xã hội, sở tài chính đều đã treo cờ rủ để tỏ lòng thành kính tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một số địa điểm công cộng tập trung đông người như quảng trường Nguyễn Văn Linh, chùa Táo, lá cờ Tổ quốc được hạ thấp chiều cao, buộc gọn lại bằng một dải băng tang đen. Tất cả các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng đã dừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Đây là việc làm thể hiện sự kính trọng, lòng tiếc thương đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với đất nước. Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng Yên, những anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từng vinh dự được gặp Tổng Bí thư bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn khi phải tiễn biệt một nhân cách lớn của dân tộc, một tư lệnh của lòng dân. Luôn luôn phát huy và giáo dục cho mọi đảng viên phải học tập theo lời dạy của Bác. Không có Đảng, không có Bác Hồ ngày xưa thì bây giờ không được như thế này. Không có các bác ngày xưa, các bác như này thì bây giờ không có được thế này. Không có Đảng lãnh đạo thì không làm ăn gì được. 92 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Tám ở thôn Bắc Châu, xã Đông Kết, huyện Khoai Châu vẫn nhớ rõ sự ân cần, gần gũi và lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, bà không khỏi bùi ngùi, xúc động, nhớ về kỷ niệm được gặp và trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Rất là phấn khởi, xúc động lắm. Tôi thấy rằng là Bác rất tình cảm, gần gũi quần chúng, mà gần gũi cả đảng viên, cũng như Bác Hồ. Bác Hồ ngày xưa cũng thế, nói thêm một cái câu là chúng ta phải gần quần chúng. Gần quần chúng thì quần chúng sẽ ủng hộ mình. Anh hùng Nguyễn Đức Thụy ở xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, người vinh dự hai lần được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cũng không giấu được cảm xúc khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần. Cuộc đời ông gắn liền với Đảng, với những trận đánh bảo vệ Tổ quốc, ông Thụy đã dành tình cảm đặc biệt dành cho Tổng Bí thư và may mắn được gặp Bác nhân dịp Tổng Bí thư về thăm Hưng Yên năm 2021. Không tả nổi xiết được vì cái lòng sung sướng cuộc đời mình được gặp Tổng Bí thư, một cái người cầm bút thay cho lòng súng, lò đã hồng củi tươi cũng cháy. Tôi tin tưởng vào đường lối của Đảng, từ đấy mà quyết tâm làm theo lời làm theo lời Bác Hồ dạy và Nguyễn Phú Trọng dạy. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn là tấm gương sáng ngời của người cộng sản. Những lời căn dặn, những tư tưởng đạo đức cách mạng cao cả, lối sống cần kiệm, liêm chính của Tổng Bí thư luôn là kim chỉ nam cho các thế hệ sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
Giờ đây, khi trái tim bác đã ngừng đập, song ánh mắt sáng ngời, nụ cười hiền hậu của Tổng Bí thư vẫn còn sáng mãi dưới lá cờ Đảng và còn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Thưa quý vị, thông qua các bài viết, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã truyền đi thông điệp về nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đặc biệt là những bài viết của đồng chí Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng tiêu cực, về đường lối đổi mới đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Thông qua những hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy tổ chức học tập quán triệt, một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều được các cán bộ đảng viên rất quan tâm theo dõi. Mọi người đều xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung cốt lõi cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong nhân dân về chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua nghiên cứu học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì trước hết là cá nhân tôi thì cũng là rất tự hào về cái đường lối lãnh đạo của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh và cũng như trong giai đoạn đổi mới đất nước hiện nay, thì chúng tôi cũng càng ngày càng tin tưởng hơn vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Thì đối với địa phương chúng tôi, gốc mà vững thì có nghĩa là về nguyên tắc của Đảng chúng ta không thể xa rời được, mà thân chắc thì chúng ta sẽ phải kiên định hơn về các cái mục tiêu lý tưởng của Đảng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo mọi việc, và nhất là cái công tác cán bộ mà trong cái thời gian tới là chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ để làm sao thực hiện nhiệm vụ cho tốt. Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, Hội Cựu chiến binh tỉnh đều lồng ghép một số nội dung căn bản trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là những vấn đề về đường lối đối ngoại, phòng chống tham nhũng. Đây luôn là những nội dung có tính thời sự được cán bộ đảng viên và nhân dân rất quan tâm. Theo đúng quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư là làm kiên quyết, kiên trì, làm lâu dài, làm không có vùng cấm, thì cái này nó tạo được cái dư luận rất đồng tình ủng hộ cao trong quần chúng nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư nói phát huy sức mạnh tổng hợp, thì sức mạnh tổng hợp đây là của tất cả các hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân, thì trong đó là làm sao như đồng chí Tổng Bí thư nói là trên dưới đồng lòng, dọc ngang phải thông suốt, thì có như thế thì cuộc chiến chống tham nhũng này thì mình tiếp tục thu được những hiệu quả tốt hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho biết, các bài viết của Tổng Bí thư không nhìn lịch sử chỉ bằng màu hồng mà thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, những khó khăn thách thức sắp tới mà Đảng ta và sự nghiệp cách mạng phải đối diện, thể hiện góc nhìn khách quan, toàn diện và biện chứng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cái tác phẩm trình bày về xây dựng Đảng, tức là xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Mà hiện nay ta đang tập trung xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết Trung ương 4 của khóa 11, khóa 12, khóa 13 và đặc biệt là theo nghị quyết của Đại hội 13. Những cái nội dung căn cốt nhất trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay thì tập trung vào 4 vấn đề đấy. Xây dựng chỉnh đốn Đảng về chính trị, về tư tưởng lý luận, về đạo đức và về tổ chức cán bộ. Và nếu Đảng được xây dựng theo cái hướng như vậy và cũng là quán triệt tư tưởng của Bác Hồ về xây dựng Đảng đấy, thì có thể nói vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng sẽ được khẳng định tốt hơn và mang lại hiệu quả thiết thực hơn cho sự phát triển đất nước. Các nội dung của bài viết của đồng chí Tổng Bí thư rất quan trọng mà toàn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có tỉnh Hưng Yên, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong bối cảnh hiện nay. Mỗi tổ chức Đảng, từng cán bộ đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác trong nghiên cứu học tập nghị quyết, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng gắn với chức năng nhiệm vụ của mình để hoàn thành các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 đã đề ra. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giao ban với các thành viên về một số nội dung quan trọng.
Sau khi nghe các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đóng góp ý kiến về các nội dung xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025, giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026, dự thảo quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên, giải thể chi cục kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với kế hoạch dự thảo mà Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh trình tại kỳ họp. Đồng chí yêu cầu các sở căn cứ vào ý kiến của các thành viên tập trung chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo kế hoạch trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Riêng về nội dung xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các ngành địa phương sớm xây dựng đề án phân bổ nguồn vốn, đồng thời nghiêm túc phê bình các đơn vị triển khai công tác giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2024. Bình kết cả các chủ đầu tư và các huyện liên quan đến giải phóng mặt bằng về cái việc là giải phóng chậm mà ảnh hưởng lớn đến cái tiến độ xây dựng đầu tư xây dựng cơ bản. Tốc độ này thì rất là chậm mà không đảm bảo theo yêu cầu, phê bình gay gắt những đơn vị yếu kém mà thậm chí còn chuyển nguồn cắt đi chứ khác không cũng để lại cho chủ đầu tư. Nếu các dự án đầu tư chậm thì chuyển nội vụ để kiểm tra công vụ thì nó sẽ ra rõ ngay là ngành nào chậm, huyện nào chậm, giải phóng mặt bằng chậm, ngành nào làm người sai ngành chịu. Các huyện mà giải phóng sai mà chậm thì cứ huyện đã phải chịu. Và 30 tháng 7 ta tiếp tục đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công ạ. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, ngày 20 tháng 7, Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào do đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các di tích quốc gia đặc biệt ở các tỉnh miền Trung. Đoàn đến dân hương dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín, nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh và di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín là nơi yên nghỉ của hơn 20.000 liệt sĩ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong số đó có 26 liệt sĩ là người con quê hương thị xã Mỹ Hào. Đoàn đại biểu lãnh đạo thị xã Mỹ Hào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện sẽ đoàn kết một lòng, tiếp bước truyền thống của cha anh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trước đó, ngày 19 tháng 7, đoàn đại biểu lãnh đạo thị xã Mỹ Hào đã đến dâng hương dâng hoa tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2024, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 2. Hồi 10 giờ ngày 22 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía đông nam. Dự báo trong những ngày tới, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hoàn lưu bão có thể gây mưa to đến rất to. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện hỏa tốc về việc ứng phó bão số 2 và mưa lũ. Theo đó, để ứng phó với bão số 2 và đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, chủ động phòng chống ngập úng, hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan cần thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau: các sở ngành chỉ đạo các ban quản lý dự án công trình, các chủ đầu tư các dự án nông nghiệp, giao thông liên quan tới các công trình thủy lợi khẩn trương đôn đốc các nhà thầu thi công phá bỏ các đập thi công, nạo vét ngay các đoạn san lấp, khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh mương để kịp thời phòng chống úng khi có mưa bão xảy ra. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, ngập lụt để chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó bão, mưa lũ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản. Triển khai hiệu quả phương án phòng chống úng vụ mùa 2024, kiểm tra rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu trên các tuyến đê, công trình thủy lợi, chỉ đạo các địa phương, đơn vị và người dân chủ động nạo vét, khơi thông các vị trí ách tắc dòng chảy, chủ động triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là trong tình huống bão đổ bộ và mưa lớn kéo dài gây lũ trên các hệ thống sông, khẩn trương thu hoạch các loại cây rau màu, hoa đã đến kỳ thu hoạch. Đối với cây ăn quả, tập trung thu hoạch nhanh gọn, đồng thời chủ động các phương án chẳng chống để phòng mưa lớn, gió mạnh. Đối với nuôi trồng thủy sản, chủ động thu hoạch khi đã đến kỳ thu hoạch, điều tiết nước trong các ao nuôi và có các phương án đảm bảo an toàn cho việc nuôi trồng thủy sản,
bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố công trình thủy lợi, đê điều ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê, tăng cường công tác kiểm tra và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều, đặc biệt những công trình chính quan trọng, những vị trí xung yếu, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo đúng quy định, chỉ đạo đôn đốc các ban quản lý dự án và nhà thầu thi công xây dựng các công trình có liên quan đến công trình thủy lợi trên địa bàn, chủ động có phương án và đảm bảo khơi thông dòng chảy, đảm bảo an toàn cho công trình đang thi công xây dựng và các công trình có liên quan, phân công các đơn vị, cán bộ chuyên môn thường trực, trực ban để theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết, dự báo của các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, bám sát cơ sở và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nắm bắt tốt tình hình mưa úng để có biện pháp chủ động ứng phó kịp thời và xử lý nhanh với ảnh hưởng xấu của thời tiết gây ra, chủ động tiêu thoát nước đệm phòng chống ngập úng, triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, chuẩn bị sẵn sàng phương án, phương tiện, sẵn sàng tiêu úng, bảo vệ cây trồng. Năm 2019, chị Nguyễn Thị Mai, trú tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đã đầu tư gần 2 tỷ đồng lắp đặt 136 tấm pin năng lượng mặt trời áp mái với tổng công suất lên tới gần 255 kWh trên ngày. Từ khi lắp đặt mặt pin năng lượng mặt trời không chỉ mang lại nguồn điện sinh hoạt đảm bảo mà còn mang lại thu nhập cao cho gia đình. Diện tích lắp pin năng lượng trên mái nhà của chị Mai là 300m2 với loại pin Longi 2,2m2, công suất 440W trên tấm. Nguồn điện năng lượng mặt trời mỗi tháng không chỉ cung cấp đủ điện cho tòa nhà 7 tầng với nhiều trang thiết bị tiêu thụ điện như toàn bộ hệ thống bóng đèn, 14 điều hòa công suất lớn mà còn mang lại cho gia đình chị Mai số tiền từ 30 đến 45 triệu đồng trên tháng từ việc bán nguồn điện dư cho ngành điện. Chưa lắp đặt cái điện năng lượng mặt trời này thì một tháng tôi chi phí đâu đó khoảng từ 30 đến 32 triệu cho một tháng. Và sau khi lắp điện năng lượng mặt trời xong thì tôi đã sử dụng thoải mái rồi. Thì tôi vẫn được điện lực của Khoái Châu trả cho tôi là dao động từ 40 cho đến 45 triệu cho một tháng. 8 năm nay sử dụng thì tôi cảm thấy là những người mà chưa biết đến về cái lượng điện năng lượng mặt trời này thì có thể tham khảo và tự lắp cho gia đình mình. Tiếp nối thành công từ trồng nho Hạ Đen, 2 năm nay Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Xanh Hồng Nam trên địa bàn xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên phát triển cây trồng mới là giống nho sữa Hàn Quốc theo quy trình hữu cơ. Hiện gần một mẫu nho sữa của hợp tác xã đã bắt đầu cho thu hoạch vụ đầu tiên với chất lượng tốt. Để trồng được giống nho sữa Hàn Quốc, loại quả được mệnh danh là nho quý tộc vì giá thành cao nhưng khó chăm sóc, hợp tác xã phải đảm bảo vùng trồng có khả năng tiêu úng tốt, đầu tư nhà màng, hệ thống tưới nước và châm phân tự động, dàn leo để nho phát triển thuận lợi, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật và phương pháp chăm sóc. Muốn cây ra nhiều chùm đẹp, quả to đều, khi nho ra quả non, hợp tác xã tiến hành tỉa bớt quả, tạo hình cho chùm. Toàn bộ quá trình canh tác được kiểm soát chặt chẽ, sử dụng thuốc trừ sâu sinh học và tự làm phân hữu cơ từ ngô, đỗ, đạm cá để bón cho cây. Hiện hợp tác xã mới bước vào vụ thu hoạch nho sữa năm đầu tiên với sản lượng ước đạt khoảng hơn 1 tấn quả. Thời điểm này, hợp tác xã đã bán được hơn 2 tạ nho sữa, chủ yếu cho các khách hàng đến tham quan trải nghiệm và thưởng thức tại vườn. Thời gian tới, hợp tác xã có kế hoạch đưa nho sữa vào tiêu thụ tại hệ thống cửa hàng hoa quả, rau sạch của công ty thực phẩm Big Green tại Hà Nội. Với giá bán 300.000 đồng 1 kg trừ chi phí, gần một mẫu nho sữa, vụ này đem lại lợi nhuận cho hợp tác xã hàng trăm triệu đồng. Giống nho này thì giống nho chất lượng rất là tốt, cái hình thức canh tác thì theo quy trình hữu cơ. Cũng hy vọng đây là cái mô hình điểm, cũng là cái mô hình để mà sau này sẽ nhiều hợp tác xã ở vùng ven sông Hồng cũng như bà con nông dân thì chúng tôi sẽ liên kết để thực hiện cái ước mơ của mình là sẽ đưa cái cây nho thay thế cho những cây mà nó hiệu quả kinh tế bây giờ đang đem lại thấp cho bà con nông dân. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý kiểm soát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, quản lý tốt các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo, sớm phát hiện khi có dấu hiệu liên quan đến bán hàng đa cấp. Sở Thông tin Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bán hàng đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng để lôi kéo, dụ dỗ, lừa đảo người dân tham gia vào hoạt động này, trong đó tập trung vào nhóm phụ nữ, người già, cán bộ hưu trí.
thông báo công khai các doanh nghiệp được cấp phép đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Lực lượng công an tỉnh thực hiện công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại, tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm, đơn thư, nội dung phản ánh của cá nhân tổ chức về dấu hiệu lừa đảo. Cục thuế tỉnh chủ động thanh tra kiểm tra và phát hiện xử lý các hành vi gian lận để trốn thuế với các tổ chức cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.